Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thương Nguyên Đồ tập 27. Chắc anh em mong chờ đến ngày chiếu phim này nhỉ? Sẽ chính thức khởi chiếu vào chủ nhật tuần này ngày 13 tháng 7. Mong mọi người đón nhận bộ phim hoạt hình 3D hot không kém gì với Đấu Phá Thương Khung. Vào chuyện thôi nào, let's go. Ở cuối tập trước, sau khi chém giết Sư Yêu Vương về sau, Mạnh Xuyên cũng là trong lòng buông lỏng, mặc dù hắn chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng vẫn là sợ ngoài ý muốn. Mạnh Xuyên lại hơi kinh ngạc nhìn về phía trong tay Trảm Yêu Đao. Sư Yêu Vương đầu lâu mi tâm lỗ thủng, có huyết khí điên cuồng bay ra, tất cả đều tràn vào trong Trảm Yêu Đao, bị Trảm Yêu Đao tất cả đều hút vào. Trảm Yêu Đao tại hút vào Sư Yêu Vương huyết nhục. Mạnh Xuyên kinh ngạc, hắn sớm biết Trảm Yêu Đao có thể hút tội nghiệt oán hận, có thể hút địch nhân huyết nhục. Nhưng đạt được Trảm Yêu Đao về sau, Trảm Yêu Đao không có một lần chủ động hút qua, lần này còn là lần đầu tiên. Trảm Yêu Đao chung quy là thiên cấp thần binh, đủ để so sánh rất nhiều phong vương thần ma sử dụng thần binh. Bình thường yêu vương huyết nhục tội nghiệt nó là không nhìn chúng. Trước đó cũng chém giết qua mấy vị tam trọng thiên yêu vương, đều không có hút vào qua. Mạnh Xuyên còn tưởng rằng Trảm Yêu Đao không nhìn chúng tam trọng thiên yêu vương, cái này Sư Yêu Vương nó rốt cục hút vào. Đi theo Sư Yêu Vương, cùng nhau vây giết Mạnh Xuyên hai vị khác yêu vương tinh anh. Nhìn thấy Sư Yêu Vương thổi ra một ngụm hồng phong thổi trên người Mạnh Xuyên, khiến cho Mạnh Xuyên động tác hơi dừng một chút lúc, hai bọn nó liền trong lòng nhất định, cái này Mạnh Xuyên chết chắc. Ngay sau đó, Mạnh Xuyên bộc phát ra sát khí màu đen, để cái này hai tên yêu vương tinh anh cảm thấy là phí công dãy ruộng. Lôi đình diệt thế ma thể sắc khí cũng liền ảnh hưởng chút phổ thông yêu vương, đối với Sư Yêu Vương căn bản không có uy hiếp. Cái này hai tên yêu vương tinh anh cũng theo sát lấy, tiến vào trong phạm vi sắc khí màu đen, muốn giúp một cái tay. Có thể xông đi vào về sau, sắc khí màu đen để bọn chúng hai đều giật mình. Thật là lạnh a. Thực lực cũng ảnh hưởng một hai thành, cái này hai tên yêu vương tinh anh theo sát lấy liền phát hiện, tại trong sắc khí mơ hồ. Sư Yêu Vương đứng tại đó không nhúc nhích. Có mãnh liệt huyết khí từ Sư Yêu Vương đầu lâu bay ra, chui vào Mạnh Xuyên trong tay trong Trảm Yêu Đao, Trảm Yêu Đao cũng lộ ra càng thêm yêu dị. Chuyện gì xảy ra? Hai bọn nó sợ ngây người. Bọn chúng coi là xông tới, nhìn thấy chính là Sư Yêu Vương giết chết Mạnh Xuyên. Thật không nghĩ đến, lại là Sư Yêu Vương huyết khí không ngừng bị một thanh đao chỗ hút vào. Mạnh Xuyên nhìn xem xông tới hai tên yêu vương tinh anh, mặc dù giết chết Sư Yêu Vương vẻn vẹn sát na. Sư Yêu Vương trong thân thể huyết khí liền bị Trảm Yêu Đao hút vào tám thành. Có thể thấy được hút vào tốc độ nhanh chóng. Tới tốt lắm. Mạnh Xuyên động. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy thần ma cấm thuật, hơi ngắn thời gian thi triển thần ma cấm thuật, ảnh hưởng không lớn. Đối với Mạnh Xuyên loại này sinh cơ đặc biệt mạnh, thần ma cấm thuật tổn thương khống chế tại trình độ nhất định, đều có thể tự nhiên khôi phục. Vẫn như cũ điều động nguyên thần chi lực, bất quá là dung nhập trong đại nhật cảnh chân nguyên, như vậy hao tổn nhỏ bé, chính mình bây giờ còn có thể thi triển vượt qua 40 chiêu. Như vậy trạng thái, mặc dù so vừa rồi yếu đi 3-4 thành, nhưng vẫn như cũ có thể đạt tới phong hầu thần ma cấp độ, đương nhiên là hạng chót loại kia. Có thể lại hạng chót cũng vẫn như cũ là phong hầu thần ma chiến lực. Sắc khí màu đen tác động đến chung quanh mấy chục trượng. Mạnh Xuyên bây giờ tốc độ so bình thường cũng nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt phân hóa thành hai cái Mạnh Xuyên. Hai cái Mạnh Xuyên đều đến cái kia hai tên yêu vương tinh anh bên cạnh. Lui, hai tên yêu vương tinh anh nhìn thấy Sư Yêu Vương đều đã chết, dọa đến chỉ có rút lui ý nghĩ, nhưng Mạnh Xuyên tốc độ quá nhanh. So trước đó lúc giao thủ nhanh quá nhiều. Hai đạo đao quang cắt chém mà qua. Phong hầu thần ma cấp độ thực lực, nhanh không thể tưởng tượng đao quang. Hai tên yêu vương tinh anh mặc dù đều liều mạng ngăn cản, nhưng đều cản cái không, trơ mắt nhìn xem đao quang rơi vào trên người, cũng tận đều là mờ ớt mờ ạ. Sau lưng Sư Yêu Vương thi thể vẫn như cũ có huyết khí tuôn ra, tràn vào Trảm Yêu Đao, rốt cục Sư Yêu Vương thi thể không còn chút nào nữa huyết khí. Triệt để vỡ vụn hóa thành bột phấn, ngay cả cứng rắn xương cốt đều tất cả đều hóa thành bột phấn, hiển nhiên bị nuốt hút thành cặn bã. Cái này khiến Mạnh Xuyên thầm giật mình tại Trảm Yêu Đao tà dị, Trảm Yêu Đao là sẽ nhanh chóng trưởng thành. Nhất định phải đạt tới nguyên thần tầng 3 mới có thể cam đoan nắm Trảm Yêu Đao mà không bị nó khống chế. Trong đám yêu vương nữ yêu áo đen lại không gì sánh được hoảng sợ, mặc dù sắc khí màu đen bao phủ xuống, khó mà cảm ứng nó nội bộ khí tức, cũng nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Có thể nữ yêu áo đen có lệnh phù là có thể cảm ứng dưới trướng tất cả yêu vương sinh tử. Tương tự lệnh phù hết thảy 3 phần, đại thủ lĩnh nữ yêu áo đen, trước đó nhị thủ lĩnh Như Yêu Vương mới tới nhị thủ lĩnh Sư Yêu Vương tất cả có được một phần. Mặt khác các yêu vương còn tại điên cuồng vây công, đều lòng tin 10 phần. Cái này, nữ yêu áo đen cũng rất hoảng. Sư Yêu Vương đi giết Mạnh Xuyên, bị sát khí màu đen bao phủ, xuyên thấu qua lệnh phù có thể cảm ứng, Sư Yêu Vương trong nháy mắt liền chết. Nó cũng không kịp ngăn cản, hai tên yêu vương tinh anh theo sát lấy sông đi vào, cũng đã chết. Trong sát khí màu đen kia đến cùng có cái gì? Đi vào chính là chết. Nhưng liên tiếp tổn thất Sư Yêu Vương cùng hai vị yêu vương tinh anh, yêu vương một phương thực lực đã tổn hao nhiều. Nữ yêu áo đen cùng Ngưu Yêu Vương nhìn nhau,
trong mắt đều có sợ hãi. Rút lui. Nữ yêu áo đen truyền âm sắc lạnh, thay thế hạ lệnh, rút lui, lập tức rút lui. Rút lui. Coi là thắng lợi trong tầm mắt đông đảo các yêu vương đều có chút kinh ngạc, bọn chúng rõ ràng toàn diện chiếm thượng phong. Lần này lại có sư yêu vương gia nhập vào, lần này nhất định có thể thu hoạch được một lần đại thắng. Coi như nhân tộc thần ma một phương dựa vào thần ma cấm thuật chống đỡ, có thể chống đỡ thời gian lâu dài, nhân tộc thần ma thân thể cũng phải sụp đổ. Chúng ta yêu tộc một phương, lần này thắng chắc, tại sao muốn rút lui? Đại thủ lĩnh, thậm chí có yêu vương truyền âm muốn hỏi thăm. Sắc khí màu đen tác động đến mấy chục trượng kia, lại đột nhiên hướng bên cạnh quét sạch hướng về phía vây công. Hướng Trương Vân Hổ ba tên yêu vương tinh anh cùng năm vị phổ thông yêu vương. Rút lui, nhanh nhanh nhanh, rút lui. Nữ yêu áo đen truyền âm sắc lạnh, thay thế hạ lệnh, giống như điên cuồng, nhị thủ lĩnh đã chết, mau bỏ đi lui. Trong sắc khí màu đen, Trương Vân Hổ chính đồng thời ngăn trở hai tên yêu vương tinh anh ra chiêu, vị thứ ba yêu vương tinh anh cũng từ mặt bên tập sát. Mà lúc này có đao quang từ trong sắc khí màu đen đánh tới. Tới quá nhanh. Ba vị này yêu vương tinh anh bọn họ xuyên thấu qua yêu lực cảm ứng, mặc dù cảm ứng được đao quang đánh tới, thế nhưng là thực sự quá nhanh, lại là đánh lén. Cùng Trương Vân Hổ giao thủ hai tên yêu vương tinh anh, trước bị chém giết. Vị thứ ba yêu vương tinh anh không kịp trốn, Mạnh Xuyên liền đuổi kịp, giờ phút này đã không có lại thi triển thần ma cấm thuật. Có thể nguyên thần chi lực dung nhập đại nhật cảnh chân nguyên dưới, hắn vẫn như cũ hai đao liền chém giết vị thứ ba yêu vương tinh anh. Cái này khiến Trương Vân Hổ đều kinh hãi, hắn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh nắm đao kia, đúng là hắn Mạnh Xuyên sư đệ. Phần này thực lực, Mạnh sư đệ đều tiếp cận phong hầu thần ma đi. Cái này cũng không kỳ quái. Tại trong đại nhật cảnh thần ma, hoàn toàn chính xác có liều mạng lúc có thể so sánh phong hầu thần ma. Tỷ như đạo chi cảnh siêu phẩm thần ma thể cường giả, bình thường liền tiếp cận phong hầu thần ma thực lực, một khi thi triển thần ma cấm thuật, cũng có thể so sánh phong hầu thần ma, bất quá chỉ có thể coi là hạng chót. Nếu là đụng phải chân chính phong hầu thần ma bọn họ cũng không phải là từng cái đều là hạng chót, mà lại không thi triển thần ma cấm thuật, phong hầu thần ma bọn họ liền rất mạnh mẽ. Cho nên đại nhật cảnh thần ma có thể từ trong tay phong hầu thần ma ngăn cản hơn 10 chiêu, có thể đào mệnh sống sót, cũng đã rất giỏi, không thể vượt cấp chém giết. Mạnh sư đệ vừa mới xuống núi một năm, liền có thể bộc phát ra tiếp cận phong hầu thần ma thực lực. Sao ta đều mạnh? Trương Vân Hổ khó có thể tin, bất quá vẫn là liền xuất thủ, cũng chém giết hai tên phổ thông yêu vương, Mạnh Xuyên lại chém giết còn lại ba vị phổ thông yêu vương. Nhị thủ lĩnh bọn chúng đều đã chết, rút lui, rút lui. Nữ yêu áo đen điên cuồng thét ra lệnh lấy, nàng không còn kéo dài, dẫn đầu ngưu yêu vương mỗi người trực tiếp rút lui. Mặt khác các yêu vương nghe được truyền âm cũng sợ ngây người, nhưng cũng lập tức hốt hoảng mà chạy. Làm sao lại đột nhiên thua? Sư yêu vương làm sao lại chết? Bọn chúng chi đội ngũ này, yêu vương tinh anh hết thảy cũng liền 10 vị. Lấy nữ yêu áo đen, sư yêu vương thực lực mạnh nhất. Bây giờ lập tức chết 6 vị. Tuy nói nhìn còn có hơn 40 vị yêu vương, có thể tuyệt đại đa số đều là phổ thông yêu vương, vẻn vẹn 4 vị yêu vương tinh anh. Thậm chí am hiểu cận chiến chỉ còn lại ngưu yêu vương một vị. Đánh như thế nào? Trương Vân Hổ, Mạnh Xuyên, Mục Thanh bọn hắn từng cái cũng điên cuồng đuổi giết, cũng không tiếp tục bảo thủ, mà là điên cuồng tiến công. Trốn. May mắn sau lưng chính là thế giới cửa vào, cách gần vừa đủ. Nữ yêu áo đen các loại chúng các yêu vương liên tiếp xông vào thế giới cửa vào. Khi 35 vị yêu vương xông vào thế giới cửa vào về sau, còn lại các yêu vương liền không có cách nào tiến vào. Thế giới cửa vào thông đạo vặn vẹo kia tiếp nhận 35 vị tam trọng thiên yêu vương chính là cực hạn. Không, bị ngăn tại phía ngoài các yêu vương tuyệt vọng không gì sánh được, lại bị Trương Vân Hổ, Mục Thanh, Thạch Tu, Mạnh Xuyên bọn hắn từng cái săn giết. Còn có hơn 100 tên các nhị trọng thiên yêu vương càng tuyệt vọng hơn. Bọn chúng trốn không thoát. Bọn chúng bị bỏ. Thế giới cửa vào trong thông đạo, nữ yêu áo đen các loại 35 vị yêu vương lúc này mới tâm định ra tới. Cái kia Mạnh Xuyên là chuyện gì xảy ra? Nữ yêu áo đen một bên tiến về yêu giới, một bên nghiêng nhìn nhân tộc thế giới phương hướng. Nhìn xem thanh niên áo bào xanh đậm kia, hắn sắc khí bao phủ xuống, sư yêu vương cùng mặt khác 5 vị yêu vương tinh anh đều bị giết. Sư yêu vương giống như ta cũng là yêu thánh hậu đại, huyết mạch phi phàm, một cái có thể bù đắp được 3-4 yêu vương tinh anh, làm sao lại trong nháy mắt bị giết? Là phong vương thần ma hoặc là tạo hóa cảnh cường giả, tặng cùng hắn bảo mệnh bảo vật, hay là một loại nào đó thế giới kỳ vật, vẫn là hắn thực lực bản thân. Nữ yêu áo đen tâm loạn vô cùng. Sư yêu vương bọn chúng đều đã chết, cũng không biết Mạnh Xuyên dùng thủ đoạn gì. Mạnh Xuyên giết địch lúc thi triển sắc khí màu đen, kỳ thật sắc khí bản thân đối với sư yêu vương tác dụng có hạn, chủ yếu nhất là vì che lấp thủ đoạn mình. Cô tổ mẫu năm đó trước khi lâm chung cho mình 3 cái lời khuyên, trong đó đầu thứ 2, vĩnh viễn muốn có dấu sát chiêu. Coi như giết chết địch nhân, chiêu số của ngươi cũng tận lực muốn giữ bí mật, đừng để người sờ vuốt rõ ràng lá bài tẩy của ngươi. Liễu Thất Nguyệt, Phiền Thành bọn người trước đó đều đang lo lắng,
Dù sao vị kia sư yêu vương bộc phát thực lực rất kinh người. Nhiều tên yêu vương tinh anh tại liên thủ vây công, thế nhưng là bỗng nhiên, sắc khí màu đen bao phủ xuống, sư yêu vương cùng 5 vị yêu vương tinh anh qua trong giây lát đều bị giết. Yêu tộc dọa phát sợ hoảng sợ rút lui, mà trên đầu thành Liễu Thất Nguyệt, phiền thành các loại chúng các thần ma cũng tương tự sợ ngây người. Thắng, phiền thành con mắt đều trừng tròn xoe, vị kia thi triển yêu tộc thần thông sư yêu vương. Còn có vây công Trương sư huynh mấy vị yêu vương tinh anh, đều đã chết. Trương Vân Hổ cũng chỉ là tại gian nan chống cự. Mạnh Xuyên lại là đại sát đặc sát. Mạnh sư đệ thực lực, còn tại Trương sư huynh phía trên. Phiền thành lại kích động vui vẻ, lại cảm thấy rung động. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cười trong mắt đều có nước mắt, trước đó nàng lo lắng lại không giúp được gì. Còn phải cố nén toàn lực ngăn cản những nhị trọng thiên yêu vương kia. Bây giờ Liễu Ám Hoa Minh, thế cục triệt để nghịch chuyển. Xinh đẹp, giết đến tốt. Trên đầu thành mặt khác các thần ma cũng là một mảnh gieo hò. Nhưng là theo sát lấy bọn hắn sắc mặt liền thay đổi, bởi vì những nhị trọng thiên yêu vương kia từng cái điên cuồng, không tiếc hết thảy muốn xông phá bọn hắn trở ngại. Trước đó những yêu vương này còn có trở về yêu giới ý nghĩ, nhưng hôm nay 35 vị tam trọng thiên yêu vương cùng nhau tiến vào thế giới cửa vào thông đạo. Bọn chúng muốn trở về đều khó có khả năng. Duy nhất đường sống chính là xông ra Bắc Hà Quan. Cho nên bọn chúng so bất cứ lúc nào đều càng liều mạng. Một đạo thiểm điện lóe lên, đã đến trên đầu thành. Ở đây các thần ma các yêu vương đều chân chính thấy được Mạnh Xuyên tốc độ, trước đó còn tại phía dưới thế giới cửa vào vị trí. Một cái chớp mắt liền hóa thành thiểm điện, nhảy lên xuyên qua gần 2 dặm khoảng cách đến đầu tường. 2 dặm khoảng cách, đối với đại nhật cảnh thần ma, tam trọng thiên yêu vương mà nói đồng dạng cũng cần một cái hô hấp thời gian. Các nhị trọng thiên yêu vương hao phí thời gian còn phải lại chậm một chút. Nhưng đối với Mạnh Xuyên, chính là chớp mắt sự tình. Vừa dứt đến trên đầu thành, Mạnh Xuyên toàn thân liền bắn ra đạo đạo thiểm điện. 51 đạo thiểm điện đánh vào trên đầu thành 51 tên yêu vương trên thân, những yêu vương này đều bị oanh kích trọng thương. Có 2 vị thân thể yếu chút yêu vương trực tiếp bị oanh sát mờ ớt mờ ạ. Mặt khác các yêu vương thương thế hoặc nhẹ hoặc nặng, đều ở vào trong ngắn ngủi tê lợi yệt. Bọn chúng đối diện những thần ma kia tự nhiên rất hiểu mà nắm chặt thời cơ, thừa cơ xuất thủ. Đao, kiếm, rìu, mâu, thương, toa, đủ loại binh khí chém giết các yêu vương, vậy mà trong nháy mắt chém giết hơn 20 vị yêu vương. Mạnh Xuyên hóa thành một đạo thiểm điện tại trên đầu thành du tẩu dưới, du tẩu đồng thời cũng xuất đao. Cũng thuận thế chém giết hơn 10 vị yêu vương. Còn có rất nhiều các nhị trọng thiên yêu vương bị áp chế, vẫn không có thể lên đầu thành, càng thêm tuyệt vọng. Trên đầu thành là Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, phiền thành các loại chúng thần ma. Dưới thành trên chiến trường là am hiểu lĩnh vực Dương Tinh Vũ, Huyễn Ma Du Xích Diễm, Trương Vân Hổ mỗi người. Đi lên là chết, xuống dưới cũng là chết, trốn ở nguyên địa cũng sẽ bị vây công giết chết. Triệt để xong, các nhị trọng thiên yêu vương này chỉ còn lại có không đủ 80 vị, bọn chúng triệt để tuyệt vọng. Theo Dương Tinh Vũ tới gần, thanh ti lĩnh vực càng khuếch trương đến một dặm phạm vi. Cấp tốc đem đại lượng nhị trọng thiên yêu vương trói buộc ở trong đó, khiến cho các nhị trọng thiên yêu vương tại trong lĩnh vực di động đều trở nên gian nan. Thạch Tu cười lớn, từng đạo huyết quang từ bên ngoài thân hắn bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Tiến vào những yêu vương kia thể nội, từng người yêu vương đều bị hấp thu huyết khí, đều trở nên da bọc xương. Du Xích Diễm càng là thi triển huyễn thuật. Các nhị trọng thiên yêu vương này liền có không ít triệt để bị khống chế, trái lại công hướng mình các đồng bạn. Mạnh sư huynh, nơi này giao cho chúng ta, ngươi nhanh đi giúp ngoại thành quan đám binh sĩ. Phiền thành giờ phút này rời đi Liễu Thất Nguyệt các loại 3 tên thần tiễn thủ bên người, chạy vội tại trên đầu thành, tùy ý truy sát các yêu vương. Mạnh Xuyên gật đầu, thân ảnh lóe lên liền xẹt qua trời cao, vượt qua nội thành quan cùng ngoại thành quan ở giữa khoảng cách một dặm, rơi vào ngoại thành quan trên đầu thành. Toàn bộ Bắc Hà quan có thể nhanh như vậy đến ngoại thành quan, cũng chỉ có Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên vừa dứt dưới, bên ngoài thân liền có từng đạo sợi tơ chân nguyên bay ra, cấp tốc xuyên thấu trên đầu thành từng người phàm tục yêu tộc, đồng thời cũng cấp tốc di động tới. Bởi vì đám yêu tộc vì có thể chạy ra vùng sát cổng thành, triệt để tự do, là xuôi theo mấy chỗ địa phương nếm thử đột phá, phân tán tại trên thành phòng tuyến 2-3 dặm. Mạnh Xuyên tốc độ rất nhanh, chớp mắt xuyên qua 2-3 dặm khoảng cách, diệt sát tất cả xông lên đầu tường yêu tộc. Nếu là thời gian lại lâu chút, đám yêu tộc trùng kích đầu tường phạm vi liền sẽ tác động đến 5-6 dặm phạm vi. Cho nên đối với các binh sĩ bố phóng cũng là một khảo nghiệm. Kỳ thật giờ phút này vọt tới đầu tường phàm tục yêu tộc cũng vẻn vẹn mới hơn 100 tên, đảo mắt liền bị Mạnh Xuyên tất cả đều giết chết. Trên đầu thành những binh sĩ điên cuồng chống cự kia cũng kinh ngạc phát hiện đối diện yêu tộc tất cả đều ngã xuống. Mạnh Xuyên nhìn xem dưới thành, từng sợi tơ chân nguyên bay ra khiến cho leo lên tường thành đám yêu tộc từng cái bị xỏ xuyên, ngã xuống khỏi đi. Hắn cấp tốc di động tới, đem yêu tộc trùng kích 2-3 dặm thành phòng tuyến đều càn quét một lần, leo lên yêu tộc đều bị giết rơi xuống dưới. Mạnh sư huynh, tiếp xuống giao cho chúng ta đi. Những yêu tộc này, giao cho chúng ta. Nội thành quan trên đầu thành,
từng người các thần ma đều hô hào, chủ động nhảy xuống, nhảy vào nội thành quan cùng ngoại thành quan ở giữa trong chiến trường, đuổi theo giết những phàm tục yêu tộc kia. Thần ma giết yêu tộc, tự nhiên là tùy tiện tàn sát. Phàm tục yêu tộc kỳ thật rất yếu, chính là số lượng nhiều lại phân tán. Dưới tình huống bình thường là cần một đám thần ma mới có thể tê duy sát sạch sẽ. Đương nhiên Mạnh Xuyên bực này ở trong Phong Vương thần ma cũng coi như đỉnh tiêm tốc độ. Lại dựa vào sát khí lĩnh vực, quấn lên 10 vòng, tự nhiên có thể đem tất cả yêu tộc toàn bộ chết cóng. Chỉ là Mạnh Xuyên làm tuần tra, 3 lần cứu viện đều dựa vào sát khí lĩnh vực quy mô lớn đống sát yêu tộc, cái này đã thành hắn một loại tiêu chí. Cho nên tại Bắc Hà Quan, Mạnh Xuyên liền muốn tận lực thiếu sử dụng một chiêu này. Ngẫu nhiên sử dụng, cũng phạm vi nhỏ. Nếu là duy nhất một lần làm ra 1-2 vạn tòa băng điêu, rất dễ dàng để cho người ta suy đoán ra cứu viện thần ma thân phận. Mạnh Xuyên hóa thành thiểm điện, lại xẹt qua trời cao đi vào nội thành quan trên đầu thành, đi vào Liễu Thất Nguyệt bên cạnh. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt tràn đầy vui vẻ sắc, chúng ta thắng. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Lần này là đại thắng. Phiền Thành cõng tấm chắn nắm lấy đại chùy đi tới, kích động hô, khó được một trận đại thắng, thống khoái, thống khoái. Trương Vân Hổ trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, cũng đầy là dáng tươi cười, bực này đại thắng, ta cũng trải qua mấy lần. Nhưng một lần chém giết có thần thông yêu vương ở bên trong 6 vị yêu vương tinh anh, lại là vẫn còn chưa qua. Lần này cũng may mà Mạnh sư đệ xuống núi mới 1 năm, thực lực liền đã đạt tới trình độ như vậy, không tầm thường. Ta cũng là thi triển thần ma cấm thuật, mà lại tính kế sư yêu vương mới chém giết hắn, Mạnh Xuyên khiêm tốn nói ra. Trong nháy mắt chém giết thần thông yêu vương, cái này không chỉ có riêng chỉ là tính toán. Lương đeo song kiếm Mục Thanh trong mắt đều hiện ra kỳ dị thần thái, nhìn xem Mạnh Xuyên. Chính là để cho ta lại tính toán, ta đều đánh không lại cái kia sư yêu vương, chớ nói chi là giết nó. Giết sư yêu vương là tính toán, giết mặt khác yêu vương tinh anh, ta thế nhưng là tận mắt thấy. Trương Vân Hổ cười nói, bây giờ tại cái này Bắc Hà Quan, thực lực của ngươi đích thật là thứ nhất, so ta có thể mạnh hơn nhiều. Có thể nhìn thấy Nguyên Sơ Sơn tuổi trẻ thần ma càng ngày càng cường đại, thật là khiến người ta vui vẻ. Một bên Thạch Tu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cười tủm tỉm nói, tiếp qua 10 năm 8 năm. Mạnh sư đệ nói không chừng đều muốn thành phong hầu thần ma, đến lúc đó chúng ta liền phải tôn xưng một tiếng Mạnh sư thúc. Mạnh sư thúc, Du Xích Diễm sư tỷ cũng cười nhẹ nhàng nhìn xem Mạnh Xuyên, liền sợ đến lúc đó muốn gặp Mạnh sư thúc đều chẳng muốn thấy chúng ta đâu. Chư vị sư huynh sư tỷ, đừng mang ta ra đùa giỡn, Mạnh Xuyên liền nói. Ở chung đã qua 1 năm, lại là trên chiến trường phó thác sinh tử, quan hệ lẫn nhau hay là rất thân cận, mọi người đùa giỡn một chút cũng rất tùy ý. Tốt tốt, nên nghỉ ngơi một chút đi, Thạch Tu, Tinh Vũ, hai người các ngươi theo ta hạ chiến trận chỉnh đốn xuống yêu vương thi thể, Trương Vân Hổ phân phó nói. Thạch Tu, Dương Tinh Vũ đều gật đầu. 3 người bọn họ đều nhảy xuống, Dương Tinh Vũ lĩnh vực có thể đem yêu vương thi thể đều thu thập rất tốt. Thạch Tu tu luyện huyết thần thể đối với huyết khí cảm ứng rất nhạy cảm, Trương Vân Hổ thì là phụ trách giám sát. Dù sao những yêu vương này chết rồi, nói không chừng liền theo thân mang theo bảo vật gì. Đây đều là cần nộp lên đến Nguyên Sơ Sơn. Do Nguyên Sơ Sơn tính ra công lao, lại đối bọn hắn tiến hành phân phối. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Phiền Thành, Du Xích Diễm, Mục Thanh cũng đều đàm tiếu lấy tâm tình rất tốt hồi phủ. Lần này tổn thất rất nhỏ, bởi vì yêu tộc cũng là vừa xông lên ngoại thành quan đầu tường, lại số lượng lại ít, mới tạo thành hơn 10 tên binh sĩ tử thương. Ở trên chiến trường loại tổn thất này thật rất nhỏ. Nội thành quan dưới chiến trường, Dương Tinh Vũ, Thạch Tu tại thu thập thi thể, Trương Vân Hổ ở một bên ghi chép. Mạnh sư đệ đến cùng dùng chiêu số gì, là thế nào giết sư yêu vương? Thạch Tu tại sư yêu vương chiến tử chỗ tra xét, xốc lên sư yêu vương thiếp thân mặc một bộ nội giáp trên có một chút cho bụi bột phấn. Chỉ còn lại có binh khí áo giáp những vật này, sư yêu vương nhục thân hoàn toàn biến mất, ngay cả cặn bã cũng không tìm tới. Có thể đem sư yêu vương biến thành cặn bã, cũng có thể đưa ngươi biến thành cặn bã. Một bên Dương Tinh Vũ bĩu môi nói, tranh thủ thời gian thu thập đi, đừng tại đây suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Thạch Tu lắc đầu sợ hãi thán phục, cho nên người ta là mấy trăm năm vừa ra lôi đình diệt thế ma thể thiên tài, chúng ta chỉ là phổ thông Nguyên Sơ Sơn thần ma. Bất quá thần ma chênh lệch thế nào liền lớn như vậy đâu. Vừa xuống núi 1 năm đều so lão Trương lợi hại đâu, ta lúc nào có thể theo kịp lão Trương. Chờ ngươi đạt tới đạo chi cảnh lại cùng ta so đi, Trương Vân Hổ nói ra. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng mới hồn chi cảnh đại thành, cách đỉnh phong cũng còn kém một đoạn đâu. Đạo chi cảnh, sợ là đời này cũng khó khăn đi. Thạch Tu lắc đầu thở dài, tiếp tục dọn dẹp, mà lại huyết thần thể tu luyện cũng hoàn toàn chính xác rất thống khổ, không đột phá, cũng có thể thiếu chịu khổ một chút. Trương Vân Hổ cười cười. Hắn biết rõ, Thạch Tu chỉ là nhìn như không quan tâm, bình thường cũng lưu luyến tại nơi bướm hoa, thích rượu ngon thích sắc đẹp. Nhưng trên thực tế thường cách một đoạn thời gian liền sẽ khổ tu một lần, huyết thần thể thần ma khổ tu đó đều phảng phất thân ở địa ngục. Bất quá bực này dày vò dưới, luận nội tâm ý chí, Thạch Tu lại là toàn bộ Bắc Hà Quan cao nhất.
trở lại trong phủ. Hai người ngồi cùng một chỗ uống trà ăn điểm tâm. A Xuyên, lần này nhìn thật nguy hiểm thật. Liễu Thất Nguyệt lo lắng nói, ta nghe nói thần thông yêu vương bình thường đều là huyết mạch phi thường đặc thù yêu vương, tại yêu giới đều là có lai lịch lớn. Mạnh Xuyên gật đầu, ở trên núi ta lật xem qua thư tịch, yêu thánh dòng dõi, huyết mạch phi phàm. Tại tam trọng thiên lúc phần lớn đều có thể có thần thông. Vị này sư yêu vương, rất có thể là yêu thánh dòng dõi. Vậy liệu rằng có phiền phức? Liễu Thất Nguyệt lo lắng, vị kia yêu thánh có thể hay không nghĩ biện pháp vì sư yêu vương báo thù? Ha ha, sợ cái gì? Mạnh Xuyên cười, chúng ta cùng yêu tộc là tử địch mà lại yêu tộc muốn đi vào nhân tộc thế giới phi thường khó khăn. Bây giờ lớn nhất loại cực lớn thế giới cửa vào chính là lạc đường quan cấp độ kia, cũng vẻn vẹn có thể làm cho ngũ trọng thiên đại yêu vương tiến vào. Yêu thánh muốn đi vào nhân tộc thế giới đều vào không được. Yêu thánh tương đương với nhân tộc thần ma tạo hóa tôn giả. Dựa theo Mạnh Xuyên biết đến, trong yêu tộc yêu thánh địa vị cực tôn, về phần có bao nhiêu vị, hắn thân phận hôm nay còn hiểu không đến. Là đường quan các loại cực lớn vùng sát cổng thành, nhân tộc thế giới hết thảy có 3 tòa. Lại đều có tạo hóa tôn giả đi trấn thủ, ngũ trọng thiên đại yêu vương bọn họ đều vào không được. Mạnh Xuyên an ủi Liễu Thất Nguyệt. Chỉ ít tại nhân tộc thế giới, chúng ta nhân tộc là chiếm ưu thế tuyệt đối. Liễu Thất Nguyệt khẽ gật đầu, tóm lại ngươi cẩn thận chút là được. Mạnh Xuyên cũng cảm giác được Thất Nguyệt đối với mình quan tâm. Thân pháp của ta tốc độ, coi như mang theo ngươi, đều nhanh hơn phong hầu thần ma đâu. Mạnh Xuyên nói ra, có gì phải sợ, cùng lắm thì, trượt. Liễu Thất Nguyệt cũng không nhịn được cười. Nguyên Sơ Sơn chuyên môn phái người đến xử lý yêu vương thi thể, cũng đem yêu vương binh khí khôi giáp những vật này đều đưa đến Nguyên Sơ Sơn. Rất nhanh, liên quan tới lần này một trận chiến công lao phân phối cũng chuyển đến Bắc Hà Quan. Mạnh Xuyên lần này thu hoạch được trọn vẹn 833,000 công lao, so với lần trước cũng cao hơn. Là bởi vì lần này hắn làm ra mấu chốt tác dụng khiến cho chiến cuộc thay đổi, khiến cho lần này binh sĩ tổn thất phi thường nhỏ, tự nhiên công lao khá cao. Ngược lại đánh giết sư yêu vương là bị định 100,000 công lao. Hiển nhiên đối với toàn bộ nhân tộc mà nói, một vị thần thông yêu vương ý nghĩa cũng không lớn. 5 vị yêu vương tinh anh bị định 200,000 công lao. Ngược lại là sư yêu vương binh khí áo giáp tính là Mạnh Xuyên chiến lợi phẩm, bị tính làm 120,000 công lao. 5 vị yêu vương tinh anh binh khí áo giáp cộng lại cũng chỉ là tính là 50,000 công lao. Cái này khiến Mạnh Xuyên đều nhận định, cái này sư yêu vương nhất định là rất có lai lịch, nếu không binh khí áo giáp là sẽ không tính cao như vậy công lao. Bởi vì nhân tộc đạt được về sau là trực tiếp nấu lại, chỉ vì trong đó tài liệu. Binh khí áo giáp bản thân là không có cách nào dùng. Vừa đến, binh khí áo giáp là thích hợp yêu lực thúc đẩy. Thứ hai, áo giáp, binh khí là thích hợp sư yêu vương thân cao kia, nhân tộc thần ma thể hình cũng nhỏ hơn nhiều. Chỉ có thể nấu lại lấy tài liệu liệu, đều tính 120,000 công lao, để Mạnh Xuyên cũng líu lưỡi. Đủ loại công lao tính toán ra, 833,000 công lao, rất kinh người. Tính cả tuần tra 3 lần cứu viện, tính cả đầu 5 lần kia đại chiến. Một năm lấy được công lao 218 vạn. Cái này kiếm lời công lao năng lực đều tiếp cận phong hầu thần ma. Ta nhục thân tu luyện, sắc khí tu luyện cũng cần rất nhiều công lao, Mạnh Xuyên thẩm nghĩ. Tương lai tu luyện đệ tam trọng thần thông cảnh là cần rộng lượng năng lượng tu luyện nhục thân, một khi luyện thành, chỉ bằng vào nhục thân chính là nửa bước phong hầu thực lực, thậm chí sẽ có thần thông xuất hiện. Lúc này thiên tinh đan phẩm chất cung cấp năng lượng liền ngại chậm, cần đổi cao hơn xích huyết thần đan mới thích hợp. Xích huyết thần đan là phong hầu thần ma bọn họ lúc chiến đấu khôi phục tự thân chân nguyên sử dụng bình thường. Phong vương thần ma tu luyện mới có thể xa xỉ sử dụng xích huyết thần đan. Xích huyết thần đan một viên 10,000 công lao, có thể 10 hơi thở công phu khôi phục đầy một tên phong hầu thần ma tất cả chân nguyên. Ngược lại là đầy đủ thần thông cảnh tu luyện, một ngày một viên liền làm đầy đủ. Thậm chí phía sau bất tử cảnh tu luyện cũng có thể dùng xích huyết thần đan, một ngày sợ cần 10 khỏa. Đương nhiên không sử dụng đan dược, hấp thu thiên địa chi lực bổ sung cũng có thể từ từ tu luyện, chỉ là thời gian sẽ rất lâu. Sát khí tu luyện, càng về sau cần thiết sát khí càng chân quý hiếm thấy, Nguyên Sơ Sơn có được cũng không dễ. Mạnh Xuyên minh bạch điểm ấy, lúc trước hắn tu luyện huyền minh sát khí liền hao tốn 38 vạn công lao. Tiếp theo giai đoạn chính là tịch diệt hàn sát, bình thường là lôi đình diệt thế ma thể phong hầu thần ma mới có thể nếm thử tu luyện. Mạnh Xuyên nhục thân quá mạnh, có lẽ phong hầu trước đó liền có thể luyện thành. Có thể toàn bộ Nguyên Sơ Sơn bây giờ giữ chữ tịch diệt hàn sát, cứ như vậy chút, Mạnh Xuyên muốn luyện thành cần trong đó 3 thành số lượng, cần 8 triệu công lao đổi lấy. Tịch diệt hàn sát thành công dung nhập tự thân sát khí về sau, sát khí cường đại, đủ để áp chế phong hầu thần ma, khiến cho phong hầu thần ma thực lực giảm xuống không ít, càng có thể tùy tiện chết cóng tam trọng thiên yêu vương. Ta trước tiên có thể đổi lấy một hồ lô tịch diệt hàn sát thử một chút, ta bây giờ nhục thân, không nhất định có thể luyện thành, Mạnh Xuyên nghĩ đến. Tháng chạp đi qua, chính là qua Tết. Các thần ma cũng lẫn nhau chúc Tết, qua đặc biệt ăn mừng. Kỳ thật các thần ma rất nhiều tịnh không để ý ăn Tết ngày lễ,
nhưng đóng giữ vùng sát cổng thành các thần ma lại khác. Bọn hắn nói không chừng ngày nào liền sẽ chiến tử, đặc biệt để ý giao thừa ăn Tết. Cho nên 800 năm đến, vùng sát cổng thành các thần ma liền tạo thành lẫn nhau chúc Tết ăn mừng phong tục. Ăn Tết thật là náo nhiệt. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt hai người hành tẩu tại Bắc Hà Quan trên đường phố. Trên đường phố bày quầy bán hàng, người bán hàng giao nhiều một cách đặc biệt, còn có đủ loại gánh xiếc biểu diễn. Mọi người cũng mặc chính mình tốt nhất quần áo đi ra dạo phố, ăn mừng vui đùa. Bắc Hà Quan nhân khẩu so Đông Ninh phủ hơi thiếu chút, nhưng lúc ăn Tết bầu không khí càng đậm. Mạnh Xuyên cũng cười khen. Hai người sánh vai đi tới. A Xuyên, chúng ta tới Bắc Hà Quan cũng hơn một năm, ngươi có dự định chúng ta lúc nào thành thân? Liễu Thất Nguyệt bỗng nhiên thấp giọng nói ra, mặt có chút đỏ. Mạnh Xuyên sững sờ. Loại sự tình này sao có thể để Thất Nguyệt chủ động mở miệng đâu, Mạnh Xuyên đều cảm thấy mình ngốc. Thất Nguyệt, chúng ta không phải đã nói sao? Mạnh Xuyên lập tức nắm tay Liễu Thất Nguyệt, dụ dỗ nói, đến Bắc Hà Quan đặt chân về sau, liền có thể thành thân. Chúng ta tới đến Bắc Hà Quan cũng từng có hai lần đại chiến, hai lần đại thắng, đặc biệt là vừa qua khỏi đi lần kia. Ta thế nhưng là giết sư yêu vương các loại rất nhiều yêu vương, bây giờ Bắc Hà Quan ai không tín phục. Nếu đặt chân đã ổn, tự nhiên có thể lập tức thành thân. Lập tức thành thân. Liễu Thất Nguyệt mặt càng thêm đỏ rừng rực, liền nói, ta không phải vội vã như vậy. Gấp, sao có thể không vội? Mạnh Xuyên lắc đầu, chúng ta đến lập tức viết thư, cho cha bọn hắn. Để cha bọn hắn định ra một cái cụ thể thời gian, dù sao bực này đại sự dù sao cũng phải cùng cha bọn hắn thương lượng một chút. Liễu Thất Nguyệt mỉm cười gật đầu, tốt, cùng cha bọn hắn thương lượng. Nàng giờ phút này trong lòng ngọt ngào. Rốt cục muốn cùng A Xuyên thành thân. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt viết thư đi Đông Ninh Phủ, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch hai người thu đến tin sau tự nhiên đại hỉ. Hai người bọn hắn đã sớm đang đợi cái ngày này, chỉ là Mạnh Xuyên hai người bọn hắn tại Bắc Hà Quan ngăn cản yêu tộc, bọn hắn cũng không tốt thúc. Rất nhanh định ra thời gian, tháng riêng 26 hôm nay chính là thích hợp gả cưới ngày vui. Tháng riêng 26 sáng sớm, Mạnh Xuyên rời giường, trên giường độc hắn một người. Hôm nay là ngày thành thân, Mạnh Xuyên nhìn xem trên giường bên cạnh không ai lại cười. Bởi vì tối hôm qua Liễu Thất Nguyệt đem đến trong một tòa phủ đệ khác, Liễu Dạ Bạch cũng tạm ở đó. Lần này thành thân sự tình, Mạnh Xuyên cũng xin mời Bắc Hà Quan một vị thần ma, khống chế trong Bắc Hà Quan một đầu phi cầm khổng lồ, tiến về Đông Ninh phủ tiếp người. Hắn cùng Liễu Thất Nguyệt đối với Bắc Hà Quan đều phi thường trọng yếu, là không thể tùy ý rời đi. Phổ thông thần ma tạm thời rời đi ngược lại là ảnh hưởng không lớn, Bắc Hà Quan khoảng cách Đông Ninh phủ có 13.000 dặm. Thực sự quá xa, rất nhiều tân khách căn bản không có cách nào chính mình tới, nhất định phải phi cầm đưa đón. Bắc Hà Quan con phi cầm kia vốn là một đầu tam trọng thiên yêu vương, bị Nguyên Sơ Sơn triệt để khống chế về sau. Tự nhiên trung thành không gì sánh được, nó hình thể khá lớn, cánh chim triển khai đều có dài hơn 10 trượng, phần lưng rộng lớn vô cùng. Duy nhất một lần đem Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch, Mạnh Thị Tộc Nhân, Liễu Dạ Bạch hảo hữu, Kính Hồ Đạo Viện viện trưởng Cát Ngọc bọn người, hết thảy 16 người tất cả đều nhận lấy. Xuyên Nhi, mau 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 mau, hôm nay còn có thật là lắm chuyện đâu. Mập mạp Mạnh Đại Giang vội vàng vô cùng, dắt lấy Mạnh Xuyên đã đến một đám phụ nhân bên cạnh. Mạnh Xuyên cũng mỉm cười, thành thành thật thật mặc cho bài bố, thay đổi tân lang lễ phục. Trên mặt đều bôi son phấn, Mạnh Xuyên nhịn không được nói một câu, đừng bôi quá nồng. Mạnh đại nhân yên tâm, yên tâm. Mạnh đại nhân làn da rất tốt, tuấn đây. Những phụ nhân này cũng đều rất kích động, đây chính là hai vị thần ma thành thân, các nàng cũng là lần thứ nhất qua tay. Tân lang bên trong mặc lụa trắng áo mỏng, bên ngoài mặc y phục liền phức tạp nhiều, có rất nhiều nút thắt, còn có trang trí. Các thần ma bình thường áo bào là tương đối đơn giản, nếu không một kiện áo bào muốn cài lên mấy chục nút thắt. Chiến đấu phát sinh mặc quần áo đều ngại chậm. Bây giờ Mạnh Xuyên cũng không vội mặc cho chúng phụ nhân hỗ trợ mặc được, còn mặc vào giày màu đỏ. Cả người mặc đều là màu đỏ làm chủ. Ngay cả tóc đều chảy vuốt một tia bất loạn, đều chảy tất cả đều về sau, dưới trán không có một cây lộn xộn tóc. Trên đầu càng mang theo kim quan, Mạnh Xuyên từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên mang theo quan. Dày vò hơn phân nửa canh giờ, những phụ nhân này mới hài lòng dừng tay. Mạnh Xuyên đi ra khỏi phòng, bên ngoài trong sân có không ít người, có Trương Vân Hổ, Phiền Thành các loại chúng các thần ma. Cũng có cùng Mạnh Thị Tộc Nhân, Cát Ngọc viện trưởng bọn người. Phiền Thành ăn điểm tâm, nhìn xem Mạnh Xuyên đi tới, lập tức trừng lớn mắt, mặt đỏ răng trắng, tốt một cái tuấn công tử. Mạnh Xuyên cảnh cáo liếc hắn một cái. Mặt là rất đỏ, bôi không ít son phấn. Thạch Tu cũng không nhịn được cười, qua lại cái kia sắc khí lăng lệ thần ma đao khách, lại bộ dáng như thế hoàn toàn chính xác có ý tứ. Tốt, tốt, rất tốt. Trương Vân Hổ cũng là để cho lấy tốt. Ta là nhìn xem Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt lớn lên, Liễu Thất Nguyệt thường xuyên chạy đến Kính Hồ Đạo Viện tìm Mạnh Xuyên đâu. Cát Ngọc cùng một bên Mạnh Thị Tộc Nhân nói, cũng là nhìn xem hai người bọn hắn cùng nhau đi tới Nguyên Sơ Sơn. Bây giờ hai người bọn hắn đều muốn thành thân, có thể uống bọn hắn một chén rượu mừng, ta là trong lòng đắc ý, ta đệ tử này a, hay là nhớ tới ta người sư phụ này.
cái này còn chưa tới buổi trưa đâu, ngươi cũng say choáng choáng, uống ít một chút, ban đêm có là rượu mặc cho ngươi uống. Mạnh Thị một vị trưởng lão nhịn không được nói ra. Yên tâm, trong lòng ta là nửa điểm đều không có say, thanh tỉnh đâu. Các Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn vốn là tử quỷ, là tốt nhất rượu, hôm nay vui vẻ uống lợi hại hơn. Mạnh Xuyên bồi tiếp đám người nói chuyện phiếm một hồi. Canh giờ đến, Mạnh Đại Giang liền hô lên, Xuyên Nhi, tranh thủ thời gian, muốn đi đón dâu. Muốn đón dâu rồi, Mạnh Xuyên lập tức đứng dậy. Mạnh Đại Nhân, tới, đeo lên hoa hồng lớn. Ba tên phụ nhân chạy tới, giúp Mạnh Xuyên trước ngực nịt lên hoa hồng lớn, càng vui mừng hơn mấy phần. Mạnh Xuyên ngoan ngoãn tuân theo. Rất nhanh, đội ngũ đón dâu liền xuất phát, Mạnh Xuyên cưỡi một tên ngựa cao to, đội ngũ đón dâu một đường thổi sáo đánh trống. Tiếng pháo nổ không ngừng, trên đường phố rất nhiều mọi người đều tại vây xem. Là hai vị thần ma thành thân. Vị kia chính là giết rất nhiều yêu vương Mạnh Đại Nhân. Bắc Hà Quan đám người xa xa nhìn xem vị kia cưỡi ngựa tân lang quan. Mạnh Xuyên vốn là dáng dấp không sai, lại cô đọng nguyên thần, tu luyện nhục thân, mặc kệ là dung mạo hay là khí chất, tự nhiên bất phàm. Trên đường rất nhiều các nữ tử nhìn thấy cũng nhịn không được đỏ mặt, thầm nghĩ. Nếu như mình có thể gả cho bực này Tuấn công tử, nằm mơ đều được cười tỉnh đâu. Chỉ sợ cũng liền nữ thần ma có thể xứng với thần ma Mạnh Đại Nhân đi. Khoảng cách Mạnh Xuyên phủ đệ 5 dặm nhiều bên ngoài là Bắc Hà Quan cao nhất một tòa tử lâu Bạch Vân tử lâu, hôm nay Bạch Vân tử lâu tầng thứ 9 lại bị bao xuống. Tử lâu tầng cao nhất. Nhã gian ngoài có một tên lão giả áo xám trông coi, mà trong nhã gian lại vẻn vẹn chỉ có một người. Đó là một vị nữ tử áo xanh, trên mặt che một tấm lụa mỏng, nàng đứng tại nhã gian cửa sổ miệng nghiêng nhìn Mạnh Xuyên phủ đệ phương hướng. Mặc dù cách 5 dặm nhiều khoảng cách, có thể nàng hai con ngươi ẩn ẩn hiện ra tử quang, không gì sánh được rõ ràng nhìn thấy ngoài 5 dặm tràng cảnh. Thấy được mập mạp Mạnh Đại Giang đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn đón dâu đội ngũ rời đi. Cũng nhìn thấy đón dâu trong đội ngũ cưỡi ngựa cao to mặt đỏ răng trắng thanh niên. Đại Giang, ngươi cũng mập biến dạng. Nữ tử áo xanh xa xa nhìn xem, Xuyên Nhi cũng đã trưởng thành. Trong con ngươi của nàng ẩn ẩn có nước mắt. Nữ tử áo xanh không gì sánh được nhìn kỹ Mạnh Xuyên bộ dáng, lông mày của hắn, con mắt, lông mi, cái mũi, miệng, lỗ tai. Thậm chí trên mặt nốt ruồi nàng đều cố gắng đi xem lấy, chỉ là khoảng cách 5 dặm nhiều. Cho dù là nàng cũng khó có thể thấy rõ Mạnh Xuyên trên mặt nốt ruồi. Xuyên Nhi ngũ quan, cùng khi còn bé không sai biệt lắm, bộ mặt đường cong so khi còn bé cứng rắn chút ít. Nữ tử áo xanh nhìn xem cười, lông mi cùng khi còn bé một dạng đều rất dài, nếu là khoảng cách gần chút. Còn có thể nhìn thấy ánh mắt hắn bên dưới là có một nốt ruồi. Những năm này đều là Đại Giang tại mang Xuyên Nhi. Xuyên Nhi hắn cũng thật không chịu thua kém. Nữ tử áo xanh khó mà ức chế tâm hỉ, chỉ là nước mắt cũng không nhịn được. Nàng nhìn xem đội ngũ đón dâu đến Liễu Thất Nguyệt tạm ở phủ đệ, Mạnh Xuyên tiến vào trong phủ kia trọn vẹn vượt qua một canh giờ. Mới thành công nhận được tân nương, một thân áo bào đỏ thẫm, mũ phượng khăn quàng vai Liễu Thất Nguyệt lên kiều tử. Liễu Dạ Bạch ở một bên tâm tình phức tạp nhìn xem màn này, nữ nhi gả đi, cũng may mắn là gả cho Mạnh Xuyên, hắn còn an tâm mấy phần. Liễu Dạ Bạch chỉ nguyện nữ nhi của mình hết thảy trải qua tốt, không muốn nữ nhi lưng đeo bất luận cái gì gánh vác. Liễu gia bên kia mang tới áp lực, hắn cho tới bây giờ không cùng nữ nhi nói qua, một mực một mình khiêng. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt thiên phú chắc tuyệt, Liễu gia bên kia cũng không có tới phá hư thành thân sự tình. Ngược lại điều động một vị nhị trọng thiên thần ma tới đưa lên hạ lễ, điệu thấp vô cùng. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch cũng không có làm to chuyện. Bọn hắn cũng không muốn ngày vui náo ra phong ba tới. Liễu gia vẻn vẹn điều động một vị nhị trọng thiên yêu vương. Thái độ rất rõ ràng, vẻn vẹn vì hòa hoãn quan hệ, cũng không muốn chọc giận Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt. Nhìn xem đội ngũ đón dâu mang theo tân nương lại trở về Mạnh Xuyên phủ đệ, chỗ xa xa quan sát hết thảy nữ tử áo xanh ngón tay không khỏi nắm chặt. Tân nương xuống kiệu, sau đó tân lang Mạnh Xuyên cùng tân nương Liễu Thất Nguyệt vượt qua chậu than về sau, liền tiến vào trong phủ. Cửa phủ đại viện, ánh mắt trở ngại rốt cuộc thấy không rõ. Thành thân, nữ tử áo xanh nhẹ giọng nói nhỏ, Xuyên Nhi rốt cuộc thành thân, thê tử cũng là cùng hắn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tốt, thật tốt. Nữ tử áo xanh trong mắt nước mắt lặng yên không một tiếng động biến mất, nàng khôi phục lại bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng. Xoay người rời đi ra nhã gian, đối với một bên trông coi lão giả áo xám nói ra, hiện tại cần phải trở về. Chúng ta đến mau trở về, cùng ngày đi ra cùng ngày trở về. Nếu là bị phát hiện vụng trộm đi ra, liền phiền toái. Lão giả áo xám cũng có chút lo lắng. Yên tâm. Nữ tử áo xanh lạnh nhạt đáp. Nàng cùng lão giả áo xám lặng yên không một tiếng động rời đi. Nàng tới lặng lẽ, lại lặng lẽ rời đi. Mạnh Xuyên cùng Mạnh Đại Giang đều không chút nào biết. Nhất bái thiên địa. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt nắm lụa đỏ mang, giờ phút này trong lòng đều vô cùng vui vẻ thỏa mãn, tại rất nhiều người chứng kiến dưới, hết thảy bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt đều quay người, bái hướng ngồi ở kia Mạnh Đại Giang. Mạnh Đại Giang cười ha hả nhìn xem màn này,
chỉ là hắn nhìn thấy bên cạnh một cái ghế trống không khác. Trong lòng chua xót mấy phần, nhưng cấp tốc liền thu thập xong tâm tình, tiếp tục duy trì lấy dáng tươi cười nhìn xem Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt. Phu thê giao bái. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt lẫn nhau đối với bái. Nghi thức một thành, hai người liền chính thức thành vợ chồng, từ nay về sau, hắn là phu quân của nàng, nàng là vợ hắn. Đưa vào động phòng. Mạnh Xuyên mang theo Liễu Thất Nguyệt cùng nhau đi tới đã sớm bố trí tốt tân phòng phòng. Tân nương Liễu Thất Nguyệt có thể trong phòng nghỉ ngơi chờ đợi, Mạnh Xuyên lại là giải hết hoa hồng lớn. Liền lập tức ra ngoài tiếp đãi chúng tân khách, hắn tân lang này đương nhiên phải bồi mỗi một cái tân khách. Trời đã tối rồi, chúng tân khách đều cơm nước no nê mới bắt đầu tán đi. Vốn là còn náo động phòng nói chuyện, nhưng Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt là thần ma. Thần ma thân phận quá đặc thù, không thể dùng bình thường phong tục tới yêu cầu. Có chút thần ma lẫn nhau kết làm phu thê, lẫn nhau đơn giản bái cái thiên địa liền thành, đều không muốn trắng trợn xử lý. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt cũng tính là chính thức xử lý một hồi, nhưng náo động phòng cũng bớt đi được. Mạnh Đại Giang tại chúng tân khách đều sau khi rời đi, mới một thân một mình tại trong nhà mình uống rượu, đều say khướt. Ánh mắt hắn mông lung, phảng phất về tới lúc trước chính mình thành thân ngày đó. Khi đó hắn không có chút nào béo, cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt. Khi đó, nàng đồng dạng mỹ mạo giống như tiên nữ. Chỉ là những năm này, một mình hắn đem hài tử nuôi lớn, đưa vào Nguyên Sơ Sơn. Niệm Vân, Xuyên Nhi hắn thành thân, tương lai Xuyên Nhi cùng Thất Nguyệt còn sẽ có hài tử. Mạnh Đại Giang yên lặng nói, đảo mắt đều đi qua 25 năm, Niệm Vân, ta thật rất nhớ ngươi. Mạnh Đại Giang thống khổ vạn phần. Thê tử bí mật, ngoại giới không biết, hắn biết được. Vì thê tử, vì nhi tử, hắn chỉ có thể cả một đời giữ bí mật xuống dưới. Trong tân phòng, đỏ ngọn nến đốt, dưới ánh nến, hết thảy đều càng thêm mông lung. Thất Nguyệt. Mạnh Xuyên nhìn thấy ngồi ở kia vẫn như cũ bảo bọc khăn van đỏ Liễu Thất Nguyệt, cầm lấy một bên đòn cân. Nhẹ nhàng nâng lên khăn van đỏ, lộ ra một tấm có chút đỏ bừng khuôn mặt. Liễu Thất Nguyệt làn da vốn là óng ánh như ngọc, phượng hoàng huyết mạch sau khi thức tỉnh dung mạo cũng càng thêm xuất chúng. Giờ khắc này ở dưới ánh nến, tại áo bào đỏ thẫm làm nổi bật dưới, nàng càng là đẹp để Mạnh Xuyên đều nhìn không chuyển mắt, trong nháy mắt đều ngây người. Thật đẹp. Giờ khắc này Thất Nguyệt, thật là đẹp. Mạnh Xuyên cảm thấy mình cả một đời đều sẽ nhớ kỹ giờ khắc này. Ngươi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng mở miệng. Mạnh Xuyên kịp phản ứng, lúc này cười buông xuống đòn cân, Thất Nguyệt xem ra đã đợi không kịp. Ai chờ không nổi? Liễu Thất Nguyệt trừng Mạnh Xuyên một chút. Phu nhân ta sai rồi, là chúng ta không kịp. Mạnh Xuyên liền nói. Nghe được phu nhân Liễu Thất Nguyệt không khỏi lại lộ ra dáng tươi cười, Mạnh Xuyên thì là bỏ đi áo bào. Cũng giúp Thất Nguyệt cởi xuống phức tạp tân hôn lễ phục, nói khẽ, đêm động phòng, đêm đẹp khổ ngắn, có thể lãng phí không được. Nói liền dắt lấy Liễu Thất Nguyệt lên giường, rèm che cũng để xuống. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt thành thân về sau, tự nhiên anh em, rất thân mật. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch cùng với khác các tân khách, tại Đông Ninh Phủ cũng đều có các sự tình. Bọn hắn tại Bắc Hà quan trước sau hết thảy cũng chỉ là chờ đợi 7 ngày. Mạnh Xuyên lại an bài thần ma khống chế phi cầm khổng lồ kia, đưa phụ thân bọn người về Đông Ninh Phủ. Về sau cùng Mạnh Xuyên hảo hảo sinh hoạt, Liễu Dạ Bạch dặn dò nữ nhi, vừa nhìn về phía Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên. Thất Nguyệt so với ta mệnh còn trọng yếu hơn, ta bây giờ đem nàng giao cho ngươi, ngươi đừng để ta thất vọng. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta cũng đem nàng xem so mệnh ta còn trọng yếu hơn, Mạnh Xuyên nói ra. Hai người các ngươi hài tử, ta vẫn là yên tâm, Liễu Dạ Bạch khẽ gật đầu. Được rồi, chúng ta liền đợi đến ôm cháu trai đi, đừng để ý tới bọn hắn tiểu bối. Mạnh Đại Giang đã ngồi vào phi cầm trên lưng thúc giục nói. Liễu Dạ Bạch cũng nhảy lên một cái lên phi cầm trên lưng. Mạnh sư huynh, ta cái này xuất phát, phụ trách khống chế phi cầm thần ma Vương Tùng nói ra. Một đường cẩn thận, Mạnh Xuyên nói ra. Vương sư đệ gật đầu cười một tiếng, đi theo phi cầm liền nhất phi trùng thiên, mang theo chúng tân khách tiến về Đông Ninh Phủ phương hướng. Tháng 2, Nguyên Sơ Sơn, trong một khu vườn, đã có vài đóa phấn hồng tiểu hoa nở rộ. Tần Ngũ Tôn giả cùng mặt khác hai đạo thân ảnh hư ảo tề tụ tại đây. Từ Ứng Vật, làm sao đột nhiên muốn gặp chúng ta hai? Nữ tử áo trắng thân ảnh hư ảo, khí chất thanh lãnh. Tần Ngũ, ngươi bây giờ chủ trì Nguyên Sơ Sơn sự vụ. Mà Bạch Giao Nguyệt, ngươi chủ trì Hắc Sa Động Thiên sự vụ. Hư ảo nam tử trung niên thân ảnh nói ra, ta muốn gặp các ngươi hai, tự nhiên là có trọng yếu sự tình. Chuyện gì? Tần Ngũ Tôn giả mở miệng. Trong hư ảo năm nam tử thân ảnh nói ra, trải qua ta lưỡng giới đảo nội bộ thương nghị, quyết định thả các yêu vương tiến vào nhân tộc thế giới. Đến đây thì cũng khép lại tập 27 Thương Nguyên Đồ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.